giờ là 4 giờ sáng ngày 15 tháng 12 năm 2018. Thạch đang có mặt tại xe miền Tây vào lúc 4 giờ sáng. Hôm nay Thạch lên Sài Gòn để tìm chiếc xe Sibor đời 99 pin nguyên con cho một người anh em đam mê sống tại Sài Gòn này. Thì Thạch anh ta có ngỏ ý nhờ Thạch từ Kiên Giang lên Sài Gòn để tìm và coi một chiếc xe cho anh ta, để anh ta thực hiện cái đam mê mà đam mê từ lúc nhỏ đến hôm nay anh ta mới dám thực hiện. Và hôm nay Thạch sẽ cố gắng lựa cho anh một chiếc xe thật là đẹp, nói chung để không phụ lòng của anh ta, nhờ Thạch tin tưởng vào Thạch và để không uổng công Thạch từ Kiên Giang lên Sài Gòn này để tìm xe. Thì Thạch sẽ lựa một con xe phải gọi là tuyệt đẹp để cho anh về, để cho anh thỏa lòng đam mê của mình và không có tiếc với số tiền bỏ ra để mua chiếc xe. Thì Thạch nghĩ nếu như mà hôm nay Thạch đi mua chiếc xe như vậy giá trên 200 triệu. Bây giờ Thạch đang có mặt ở xe miền Tây để chờ sáng để đi tìm xe cho anh. Quang cảnh ở bến xe miền Tây vào lúc 4 giờ sáng. Hình như Thạch thấy trong bến xe miền Tây này là không ngủ luôn em. Xe ra vào thường xuyên tập nập. Đây, quang cảnh bến xe miền Tây. Anh em hiểu, anh em biết sao gọi là bến xe miền Tây không? Tại vì ra bến xe này là về miền Tây nè, về quê của Thạch là gọi là dưới miền Tây á, ra đây là về miền Tây. Anh em xem clip này là cái clip kế tiếp của chiếc là cái clip mà Thạch vừa làm hồi hôm qua luôn. Clip nói về xe mà Nova là hướng dẫn châm nước và kiểm tra bơm nước của Nova đó. Cà phê sáng. Bến xe miền Tây. Đến chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái, mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai. Anh em nào đang đam mê và đã đam mê thì hãy cố gắng thực hiện được cái đam mê nha anh em. Bây giờ thì trời đã sáng rồi. Thạch chuẩn bị lên đường tìm xe. Thank you.
khung cảnh nhất sáng ở bến xe miền Tây. Đóng xì bo luôn nha anh em. Em thấy xì bo chưa? Sau một thời gian tìm kiếm thì Thạch đã cuối cùng cũng đã lựa được cho ông anh của mình một chiếc xe. Tuy rằng xe này nó không còn riêng nhiều lắm nhưng mà đối với cái giá thì Thạch thấy nó hợp lý. Tại vì giờ quằn từ sáng giờ trên Sài Gòn mà không có chiếc nào mà riêng mà giá cả phải chăng hết. Có chiếc này á. Đường ngốc riêng. Đầu riêng hay xe cũng khá nhiều. Anh dở yên lên nhìn em cái. Đây. Điên. Thạch biết anh em thế nào cũng muốn nghe được tiếng máy của nó à. Giờ đạp riêng theo xe xì bo nghe anh em. Riêng. Bù gầm bóng. Bộ này tháo ra bán 20 triệu không biết có ai mua không vậy.
Rồi như vậy là nó không muốn công thạch từ Kiên Giang lên Sài Gòn này kiếm xe cho anh. Coi như là làm tròn trách nhiệm rồi. Đông anh mà mình nói đó, đã sở hữu được chiếc xe mà anh đã đam mê từ nhỏ tới giờ. Em hái bên đây giùm em. Thôi kệ đi, gắn đi bên đó bên này đi cho nó độc lạ. Nàng nạt cái anh cho nó phê phê. Rồi như vậy là cuộc hành trình đi săn cọp của Thạch đến đây đã kết thúc và Thạch đã làm tròn được cái bổn phận của Thạch. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh của Thạch thì hãy đăng ký kênh Thạch nhé. Rồi Thạch chào anh em.